Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em Đại đang đứng tại một dự án vô cùng đặc biệt. Một dự án căn hộ mới chuẩn bị được mở bán đợt 1. Nằm trong trung tâm đại đô thị An Lạc Green Symphony 75 hecta, tâm điểm kết nối phía Tây Hà Nội với các tuyến giao thông huyết mạch bao gồm Trịnh Văn Bô, đường 70, vành đai 3.5, đại lộ Thăng Long và sắp tới là tuyến metro số 7 có nhà ga đặt ngay cạnh cổng dự án. Di chuyển vào nội đô chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chắc chắn là không chỉ có vậy, chủ đầu tư tập đoàn An Lạc đã tâm huyết xây dựng nên một quần thể tiện ích đa tầng với 3 công viên, 2 hồ điều hòa, 1 kênh cùng với hệ thống trường liên cấp toàn thị điểm, các clubhouse, khu vui chơi, trung tâm thương mại, trung tâm chăm sóc sức khỏe, tạo nên một môi trường sống thanh niên nhất khu Tây Hà Nội. Em Đại vừa sơ qua một chút về thông tin tổng quan dự án, không biết đã đủ để làm anh chị hào hứng muốn trở thành những cư dân đầu tiên tại chung cư Moonlight An Lạc chưa ạ? Và chi tiết thiết kế căn hộ cũng như chính sách ưu đãi, giá bán thì em xin phép hẹn video lần sau. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Xin chào.